Đóng gói tiết kiệm xin giới thiệu với quý khách. Cuộn băng dính đóng hàng dán thùng, loại trọng lượng 500g, lõi nhựa 3mm siêu mỏng, siêu tiết kiệm và vô cùng là dính chắc chắn, màu nâu đục. Cuộn 500g này thì có một lốc là 6 cuộn, tương đương với cả 3kg. Và đây tôi cân trọng lượng luôn cho các quý khách xem. Đó, trọng lượng là 3kg một lốc. Anh chị em có nhu cầu đặt mua băng dính đóng hàng dán thùng màu nâu đục, lõi nhựa siêu mỏng, siêu tiết kiệm, siêu dính thì hãy liên hệ với đóng gói tiết kiệm.vn thông qua tổng đài 0839 57 57 57. Xin cảm ơn.